Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự trưa thứ sáu ngày 28 tháng 5 năm 2021. Việt Thành xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự hôm nay, chúng tôi tới với quý vị một chủ đề liên quan tới các vấn đề công lý dưới chế độ cộng sản Hà Nội hiện nay. Sở dĩ hôm nay chúng tôi dừng những cái câu chuyện liên quan tới những cái chuyện ì xèo của giới showbiz xung quanh việc danh hài nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đã quên một cái khoản tiền từ thiện khoảng 14 tỷ đồng, và điều đó đã gây ra những cái tranh cãi của dư luận xã hội, và người ta đã thấy giới showbiz hiện nay thực chất nó là một cái ổ kềnh kềnh truyền lợi dụng để kiếm ăn. Tuy nhiên, người ta đã sử dụng truyền thông để mê hoặc, thậm chí là lừa đảo đối với người hâm mộ. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi nói tới một cái vấn đề về công lý, bởi mới đây nhất, bất mãn trước cái trò hề công lý ở Việt Nam, một luật sư đã công khai tuyên bố bỏ người luật sư. Mà một cái điều quan trọng hơn, thưa quý vị, cái nhân vật mà chúng tôi giới thiệu đó là luật sư Lê Văn Hòa, là một luật sư lâu năm, từng là vụ trưởng vụ 4 của Ban Nội chính Trung ương. Được biết, luật sư Lê Văn Hòa là con của một cựu công thần của chế độ, đồng thời là một người đã tham gia vào nhiều vụ án bảo vệ nhân quyền. Ngày 27 tháng 5 năm 2021, luật sư Lê Văn Hòa đã viết trên trang Facebook cá nhân của mình với nội dung như sau: "Tôi bỏ nghề luật sư từ ngày hôm nay 27 tháng 5 năm 2021 bởi vì tôi đã mất hết niềm tin vào nền tư pháp của Việt Nam." Thưa quý vị, được biết, chỉ trong vài tiếng đồng hồ thì tin luật sư Lê Văn Hòa tuyên bố bỏ nghề luật sư, nó cũng là việc cảm thấy bất lực. Bởi vì thưa quý vị, lâu nay ai cũng hiểu, luật pháp ở Việt Nam nó chỉ làm cái trò trình diễn để phục vụ cho đảng cầm quyền. Và giới luật sư chỉ là những cái hình nhân thế mạng, hay nói đúng hơn là những cái vật trang trí cho một cái bức tranh độc tài. Và rõ ràng qua các cái vụ án, đặc biệt các cái vụ án được cho là nhạy cảm, ví dụ như Đồng Tâm, Hồ Duy Hải, vân vân và vân vân, thì quý vị đã thấy vai trò của luật sư hầu như hết sức bị coi thường. Đó là với các cái hành động của hội đồng xét xử hay người chủ tọa phiên tòa ngắt lời, thậm chí bác bỏ tất cả các yêu cầu theo luật định của các cái luật sư, yêu cầu cái việc xét xử phải đảm bảo tính công minh, công bình và đặc biệt là công lý. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, cơ chế tam quyền phân lập ở Việt Nam hoàn toàn vắng bóng. Đó là một cái điều mà thế giới người ta tìm ra và áp dụng hơn 500 năm nay. Và theo giới luật sư, đó là những cái nguyên lý cơ bản nhất, tức là cơ quan tư pháp, đặc biệt là tòa án, phải là một đơn vị độc lập, không chịu sự chi phối của bất kỳ thế lực chính trị nào. Thưa quý vị, giới luật sư hiện nay, người ta bày tỏ cho biết, những cái luật sư hiện nay cố bám nghề luật sư để làm nghề thì cũng có rất nhiều người có những cái suy nghĩ khác nhau. Tuy nhiên, có những người đã phải chấp nhận buông bỏ vì họ thấy mình không thể chịu nhục trước cái sự tra đạp cũng như can thiệp thô bạo của chính quyền. Thưa quý vị, nếu quý vị theo dõi những cái vụ án, ví dụ như vụ án Đồng Tâm, vụ án Hồ Duy Hải, đó là những cái vụ án mà nó biểu hiện rằng công lý ở Việt Nam không tồn tại. Và đúng như người ta nói, công lý chỉ là một danh hài. Như quý vị đã biết, vụ án Hồ Duy Hải hoàn toàn không có chứng cứ để buộc tội, kể cả các cái chứng cứ trực tiếp, đó là con dao, cái thớt, thậm chí người ta phải đi mua ở bên ngoài vào, rồi dấu vân tay theo biên bản giám định, không có dấu vân tay của Hồ Duy Hải. Vậy mà qua các cái cấp xét xử, sơ thẩm, phúc thẩm, thậm chí giám đốc thẩm, người ta vẫn khẳng định Hồ Duy Hải là kẻ có tội. Và người ta nói vụ án có những cái sai sót trong quá trình điều tra, tuy nhiên nó không ảnh hưởng tới bản chất của vụ án. Là một cái điều quý vị thấy, người ta không coi trọng những cái vấn đề mà luật pháp đã quy định. Hay như ở cái vụ án Đồng Tâm cũng vậy, việc hơn 3.000 cảnh sát cơ động của Bộ Công an tập kích vào làng Đồng Tâm rạng sáng ngày 9 tháng 1 với mục đích duy nhất của họ là xóa sổ dòng họ Lê Đình ở xã Đồng Tâm,
Và chúng tôi nói với quý vị, cái vụ khủng bố ở Đồng Tâm nó không liên quan gì tới vấn đề đất đai, mà người ta muốn tiêu diệt các cái mầm mống chống đối. Vậy mà thưa quý vị, lẽ ra ông Nguyễn Hòa Bình trước các cái phản ứng dữ dội của dư luận, người ta nghĩ ông Nguyễn Hòa Bình sẽ phải về hưu. Vậy mà sau đại 13 người ta bất ngờ thấy Nguyễn Hòa Bình không những không bị loại mà còn được một cái suất ủy viên Bộ Chính trị, và tháng 7 tới đây Nguyễn Hòa Bình có khả năng rất cao sẽ trở thành Phó Thủ tướng thường trực phụ trách công tác hành chính. Thưa quý vị, một con người như Nguyễn Hòa Bình lại là người được giao các cái trọng trách cầm cân nảy mực trong các vấn đề xét xử các phiên tòa. Mà một cái điều rõ ràng ở đây, quý vị đã thấy Nguyễn Hòa Bình không phải là một cái nhân vật có đạo đức, có phẩm chất hay tư cách trong sáng, mà ngoài ra người ta đã phát hiện Nguyễn Hòa Bình còn có rất nhiều những cái điều liên quan đến chuyên môn cũng như đời tư. Vậy mà thưa quý vị, cái việc người ta bổ nhiệm và để Nguyễn Hòa Bình thăng tiến cho thấy công lý ở Việt Nam hiện nay nó ra sao. Thưa quý vị, chúng ta cần phải hiểu rằng công lý là một khái niệm đúng đắn, luân lý dựa trên cái nền tảng đạo đức, tính hợp lý, pháp luật cũng như các cái quy luật tự nhiên của các tôn giáo, một cái sự thay đổi hay công bằng. Chưa hết, cũng như việc quản lý của luật pháp thì phải tính đến quyền bất khả nhượng bẩm sinh của tất cả mọi người, mọi công dân, và quyền của tất cả mọi người, mọi cá nhân phải được bình đẳng trước luật pháp, không được phân biệt đối xử, không được phân biệt về thành phần giai cấp hay đảng phái. Và công lý là cái phương tiện để đảm bảo công bằng cho xã hội. Thưa quý vị, hãy nói một cách dễ hiểu hơn, công lý là lẽ phải, là lẽ công bằng, nó phải phù hợp với pháp luật của cái chế độ đương đại, và nó không được thiên lệch, không được tùy vị. Và tất cả các chế độ trên thế giới, trừ các cái chế độ độc tài, thì tất cả người ta đều coi tòa án là một tượng trưng cho công lý và cơ quan công lý của chế độ. Theo giới luật sư, công lý là một cái sự công bằng hay chính nghĩa, một cái sự đúng đắn và lẽ phải. Nó phải được áp dụng trong đời sống pháp lý, đặc biệt là trong các cái hoạt động tư pháp. Phải xây dựng công lý và tôn trọng công lý, bởi công lý là một cái sự nhận biết đúng đắn, tôn trọng theo lẽ phải các cái quyền lợi ích chính đáng của mọi công dân, và mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Như quý vị đã biết, nữ thần công lý đã được mô tả công lý bằng ba biểu tượng. Đó là một thanh kiếm tượng trưng cho sức mạnh cưỡng chế của tòa án. Nữ thần công lý hai tay cầm hai quả cân, nó thể hiện cho một cái sự cân nhắc nặng nhẹ giữa đúng và sai, giữa các bên. Và nữ thần công lý người ta đã bịt mắt để thể hiện một cái tính công bằng không thiên vị. Thưa quý vị, trở lại về cái vấn đề luật sư Lê Văn Hòa, vụ trưởng vụ 4 Ban Nội chính Trung ương, một người đã nghỉ hưu ngày 1 tháng 7 năm 2016, sau đó đã mở các cái văn phòng luật sư, một thời gian đã về làm việc với luật sư Trần Thu Nam, và cuối cùng mới đây nhất ngày 27 tháng 5 năm 2021, luật sư Lê Văn Hòa đã tuyên bố không làm nghề luật sư nữa bởi không tin tưởng vào cái công lý ở Việt Nam. Và cái việc luật sư Lê Văn Hòa tuyên bố bỏ nghề luật sư bởi vì mất niềm tin vào sự lãnh đạo của chính quyền Hà Nội, đặc biệt là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước đây, thưa quý vị, luật sư Lê Văn Hòa đã từng tuyên bố bỏ đảng. Sau khi bỏ đảng, thì luật sư Lê Văn Hòa về công tác với một số văn phòng luật sư. Việc luật sư Lê Văn Hòa tuyên bố thôi nghề luật sư đã gây ra một cái phản ứng mạnh mẽ trong giới luật sư Việt Nam hiện nay. Và cái đề tài luật sư không chấp nhận bởi nền tư pháp Việt Nam không có công lý trở thành một cái đề tài được bàn thảo một cách sôi nổi. Và giới luật sư cho rằng khi nào mà đảng pháp còn bao trùm lên hiến pháp thì tư pháp làm gì có công lý ở Việt Nam, cũng như các cái vấn đề sự thật, sự công bằng, bình đẳng thì làm sao luật sư có thể tin được. Thưa quý vị, một cái điều đáng nói là trong thời gian gần đây được biết luật sư Lê Văn Hòa đã bộc lộ nhiều cái sự bất mãn nói chung trên trang Facebook cá nhân của mình. Theo đó, luật sư Lê Văn Hòa đã viết những status dẫn chứng những cái bài viết
về thời thế, về chuyện đá khoa. Bất chấp những cái chuyện như vậy là những điều cấm kỵ với giới luật sư, và người ta có thể bị tước bằng hành nghề bất kỳ lúc nào nếu nói trái với ý đảng. Và đặc biệt, luật sư Lê Văn Hòa là một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và là một cán bộ của Ban Nội chính Trung ương dưới thời ông Nguyễn Bá Thành. Thưa quý vị, sự kiện của luật sư Lê Văn Hòa dường như đã đẩy mạnh hơn sự bất mãn của giới luật sư ở Việt Nam hiện nay. Giới luật sư vốn là những cái người hiểu rõ hơn ai hết về một cái gọi là trò chơi cầm lý của ban lãnh đạo Hà Nội. Thưa quý vị, lập tức ngay sau khi luật sư Lê Văn Hòa tuyên bố bỏ nghề luật sư, đã xuất hiện nhiều lời tâm tình gửi đến đối với luật sư Lê Văn Hòa. Như trước đây, người ta đã bày tỏ những cái tâm tình, tình cảm và sự ngưỡng mộ trước các cái hành động dũng cảm như người ta đã dành cho luật sư Võ An Đôn trước đây. Đó là một cái nhân vật luật sư nhân quyền nổi tiếng và không chịu được áp lực của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định thôi nghề luật sư. Thưa quý vị, rõ ràng một điều ai cũng biết, đó là nhiệm vụ của tòa án nhân dân, tức là một cái tòa án ở Việt Nam, nó không chỉ được hiểu đơn giản nó là công cụ do tòa án thực hiện hàng ngày, mà cần phải hiểu cái tầm mức cao hơn, đó là tòa án phải thực hiện một cái sứ mệnh hướng tới đạt được và đem đến cho xã hội thông qua cái việc thực hiện chức năng tư pháp đã được hiến định. Như quý vị đã biết, nhiệm vụ hiến định của ngành tòa án gồm 3 nội dung. Nội dung quan trọng nhất hàng đầu đó là bảo vệ công lý. Thứ hai là bảo vệ quyền con người và quyền công dân. Vấn đề thứ ba mới là việc bảo vệ chế độ sở chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trong đó nhiệm vụ bao trùm là bảo vệ công lý. Chúng tôi phải khẳng định với quý vị rằng tòa án có cái nhiệm vụ hàng đầu đó là phải bảo vệ được công lý. Có nghĩa là tòa án phải đem đến lẽ phải cũng như sự công bằng trong các cái vụ tranh chấp hay trong các cái vụ án hình sự cũng vậy. Một cái điều quan trọng hơn đó là tòa án phải cho xã hội cũng như dân chúng thấy rằng lẽ phải và sự công bằng đã được thực thi trong các cái vụ tranh chấp hay trong các cái vụ án mà tòa án phân xử, và phải khẳng định rằng chân lý đó là hiển nhiên. Và điều đó nó cũng phù hợp với khẩu hiệu của ngành tư pháp Việt Nam, đó là không những công lý phải được thực thi mà mọi người phải thấy rằng công lý đã được thực thi. Thưa quý vị, để quý vị hiểu rõ hơn luật sư Lê Văn Hòa là ai, tại sao lại bỏ nghề, chúng tôi giới thiệu một cái ý kiến của luật sư Trần Đình Triển, là trưởng văn phòng luật sư vì dân. Theo luật sư Trần Đình Triển, tôi đã đọc trên Facebook cá nhân của luật sư Lê Văn Hòa và tôi được biết luật sư Hòa đã quyết định bỏ hành nghề luật sư với một lý do, đó là mất hết niềm tin vào nền tư pháp Việt Nam. Theo luật sư Trần Đình Triển, tôi thực sự ngỡ ngàng về tuyên bố đó của anh, vì tôi với anh Hòa, tức luật sư Lê Văn Hòa, có rất nhiều kỷ niệm. Theo đó, anh Lê Văn Hòa học đại học cảnh sát về công tác tại công an thành phố Hà Nội, còn tôi thì học đại học an ninh và tôi về công tác ở Bộ Công an. Và hơn một chục năm sau thì anh Lê Văn Hòa chuyển công tác sang Ban Nội chính Trung ương, còn tôi chuyển ngành sang Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trong cái giai đoạn sau Đại hội 11, người ta giải thể Ban Nội chính Trung ương, thì anh Lê Văn Hòa được phân công về công tác tại Văn phòng Trung ương. Thời gian đó, theo luật sư Trần Đình Triển, tôi cũng bỏ ngành ngân hàng về hoạt động nghề luật sư. Được biết trong thời gian anh Lê Văn Hòa công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng, anh Hòa được phân công theo dõi khối luật sư về cải cách tư pháp. Và chính thời gian này, anh Lê Văn Hòa và tôi thường xuyên gặp nhau. Theo luật sư Trần Đình Triển, anh Lê Văn Hòa hỏi tôi rất nhiều về thực trạng đội ngũ luật sư và vai trò của luật sư đã thật sự đóng góp bảo vệ công lý mà nhân dân kỳ vọng hay chưa. Anh Lê Văn Hòa còn hỏi tôi những cái vấn đề bây giờ ách tắc chỗ nào, nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ ra sao. Theo luật sư Trần Đình Triển, ở đây tôi xin phép không nói cụ thể vì nó sẽ không tránh khỏi đụng chạm đến các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ cấu tổ chức và các luật sư.
cũng như các cái khoản quản lý nhà nước đối với luật sư. Chưa hết, thưa quý vị, theo luật sư Trần Đình Chiến, sau khi Ban Nội chính Trung ương đơn đảng tái lập trở lại, thì Lê Văn Hòa về công tác tại đó và được bổ nhiệm hàm vụ trưởng. Sau đó tôi có gặp anh Lê Văn Hòa, tôi nói đùa, anh đi chiêu đãi em đi. Thì anh Hòa trả lời tôi, chiêu đãi cái gì, hỏng nhiều rồi, càng tham nhũng càng lên cao, thẳng thắn nghiêm túc như tôi thì phọt vẹt thế thôi. Chức vụ trưởng chỉ mang tính động viên của họ đối với tôi mà thôi. Đó, thưa quý vị, chúng tôi nói để quý vị hiểu rằng luật sư Lê Văn Hòa là một lãnh đạo cấp bộ của Ban Nội chính Trung ương, từng công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là một, không phải là một con người mà dễ chuyển hóa về mặt tư tưởng hay diễn biến hòa bình. Theo đó, sau khi anh Hòa nghỉ hưu, thì chính tôi là người gợi ý đề nghị anh Hòa tham gia hành nghề luật sư, để anh Hòa có thể trực tiếp nhìn thấy thực trạng điều tra, truy tố và xét xử, và thấy rõ hơn nghề luật sư nếu hoạt động đúng pháp luật thì gian nan và vất vả, thậm chí ấm ức như thế nào. Và cuối cùng, anh Lê Văn Hòa đã tham gia hoạt động nghề nghiệp luật sư, và càng hoạt động thì anh Hòa cảm thấy bất lực. Ý kiến của luật sư không được tòa án tôn trọng, người ta sử dụng các cái bản án bỏ túi, dấu hiệu từ cực thắng thua bằng tiền hoặc bằng quyền uy. Đó là lý do vì sao hầu hết các cái án ở Việt Nam là án oan, không công bằng, và vai trò của luật sư gần như chỉ để cho đủ mâm đủ bát. Theo luật sư Trần Đình Chiến, có lẽ đau trước nỗi đau của thân chủ, buồn trước nỗi buồn của thân chủ, đồng thời đau đáu trước cái đường lối chính sách của Đảng và nhà nước về cải cách tư pháp đã không được thể hiện trên thực tế. Và đó là lý do có lẽ luật sư Lê Văn Hòa sẽ không chịu đựng được một cái sự ngang trái mà quyết định từ bỏ hành nghề luật sư. Thưa quý vị, để quý vị hiểu rõ hơn, một cái vụ trưởng của Ban Nội chính Trung ương, một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là ai? Và nếu quý vị biết rằng anh Lê Văn Hòa có một người cha, đó là anh hùng liệt sĩ Lê Văn Di. Một cái điều quan trọng hơn, liệt sĩ anh hùng Lê Văn Di là thủ trưởng trực tiếp và thân cận khi ở chiến trường miền Nam. Đó là Đại tướng Chu Hy Mật, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, tức là Phó Chủ tịch nước, nguyên Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Với một cái truyền thống gia đình cách mạng như vậy, một cái điều còn xuất sắc hơn đó là, theo luật sư Trần Đình Chiến, bác Lê Văn Di, tức là phụ thân của luật sư Lê Văn Hòa, là người có công nổi tiếng, đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi. Và cái phát biểu của bác Lê Văn Di đã tạo ra một cái nguồn cảm hứng để sau này, nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã sáng tác cái bài hát Hành Quân Xa, Sống Mãi Theo Năm Tháng. Theo luật sư Trần Đình Chiến, cả cuộc đời của anh Lê Văn Hòa, có lẽ trừ khi ngủ, còn luôn luôn nhìn về phía biên giới Việt-Lào, và biết bao nhiêu lần gian lao vất vả lên vùng biên giới, thậm chí sang cả đất bạn để tìm mộ bố. Và luật sư Trần Đình Chiến cho biết, tôi cũng đã nhiều lần liên hệ với bộ phận quy tập mộ liệt sĩ quân khu 4 để cùng anh Lê Văn Hòa đi tìm mộ của bác Lê Văn Di, nhưng không có kết quả. Theo luật sư Trần Đình Chiến, có những cái điều tế nhị mà giới luật sư không dám nói công khai. Xong tôi mượn đôi lời tâm sự cùng với luật sư Lê Văn Hòa qua bài viết này. Tôi đề nghị anh Lê Văn Hòa hãy tỉnh táo, anh hãy rút lại quyết định đó. Và tôi, luật sư Lê Đình Chiến, luật sư Trình Đình Chiến, chính thức mời anh Lê Văn Hòa về công tác với văn phòng luật sư vì dân của chúng tôi. Xin anh hãy mạnh mẽ, dũng cảm, trí tuệ, khách quan, quyết liệt, trong sáng để bảo vệ công lý. Cho dù có khó khăn vất vả, nhưng chúng ta trong cái đội ngũ luật sư thì luôn luôn phải tin tưởng chân lý sẽ được bảo vệ và công lý sẽ chiến thắng. Trân trọng và luôn quý mến anh, luật sư Trần Đình Chiến, trưởng văn phòng luật sư vì dân. Thưa quý vị, cái hiện tượng luật sư Lê Văn Hòa quyết định bỏ nghề luật sư bởi vì bất lực về cái nền tư pháp Việt Nam, đó là công lý không được hiện hữu. Nhưng mà ít ai biết rằng cách đây 5 năm cũng có một cái trường hợp nguyên bố bỏ người luật sư bởi vì bị trù dập
thậm chí là có những hành động rất xấu từ nhà cầm quyền khi mà luật sư Nguyễn Thành Lương tham gia tích cực trong cái việc bình vực cũng như bảo vệ nhân quyền cho các cái vụ án nhạy cảm chính trị. Thưa quý vị, đó là lý do vì sao luật sư Nguyễn Thành Lương, nguyên phó chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Bến Tre, một người được biết đến như một luật sư bảo vệ miễn phí cho người nghèo, cho nông dân, công nhân, cho những người đấu tranh dân chủ và những dân oan mất đất đai. Được biết luật sư Nguyễn Thành Lương cũng nằm trong số rất ít tổng số hàng chục ngàn luật sư ở Việt Nam dám tham gia các vụ án chính trị nhạy cảm, bình vực cho các nhà hoạt động đấu tranh dân chủ, những người hoạt động cổ suý cho nhân quyền. Trước những cái áp lực của nhà cầm quyền, luật sư Nguyễn Thành Lương đã tuyên bố từ giã sự nghiệp từng giày công xây dựng và theo đuổi hơn 20 năm. Trong đó có 4 năm làm luật gia, 16 năm làm luật sư, sau 4 năm khởi nghiệp làm thanh tra công an thành phố Hồ Chí Minh. Tức là luật sư Nguyễn Văn Lương là một cựu công an. Khi quyết định từ bỏ nghề luật sư, thì luật sư Nguyễn Thành Lương có phát biểu: khát khao của tôi là tôi muốn trở về nghề trong tương lai, nhưng trước mắt tôi phải tạm dừng để chuyển qua một cái nghề khác, đó là ít áp lực hơn, đó là nghề công chứng, để nhẹ đi những cái xung đột, những cái áp lực người ta đang đè nặng lên tôi. Họ áp lực mình vì tôi đã bảo vệ những vụ án chính trị xung đột. Vấn đề đó nó đụng chạm đối kháng với nhà nước, với cơ quan tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt trong các phiên tòa, tôi luôn luôn có khả năng dẫn tới những chuyện ngoài ý muốn. Có thể người ta áp dụng cho tôi cái tội xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân, nhưng đối với lợi ích của nhà nước thì không có khái niệm hợp pháp hay bất hợp pháp gì hết. Cho nên những tiếng nói thẳng thắn của những người luật sư, người ta dám nói, sẽ làm ảnh hưởng tới uy tín của nhà nước, thì chắc chắn nhà nước không để cho chúng tôi tồn tại. Theo luật sư Nguyễn Thành Lương, tôi đã thấy điều đó rất rõ. Đó là những cái áp lực nên tôi phải tự rút lui trước. Tốt hơn là đến lúc người ta sẽ đưa tôi trở thành bị cáo đứng trước móng ngựa. Thưa quý vị, theo luật sư Nguyễn Văn Lương, đó là những cái áp lực nên tôi phải tự rút lui trước. Nên luật sư có rất nhiều vấn nạn mà ít ai hiểu. Ví dụ như luật sư chỉ được gặp bị can trong trại giam 1 tiếng đồng hồ theo văn bản chỉ đạo của Bộ Công an. Vấn đề đó, theo tôi, là một cái vấn đề vi phạm hiến pháp, luật lao động, luật của luật sư. Nhưng tại sao nó vẫn tồn tại ngang nhiên như vậy? Tôi nói ra những cái điều đó là một cái minh chứng. Rồi chưa kể đến việc ai cản trở, ngăn cấm hoạt động của luật sư thì không có chế tài nào hết. Ngược lại, luật sư mà vi phạm thì chính quyền sẵn sàng sẽ xử phạt chúng tôi. Thậm chí có rất nhiều quy định về hàng trăm hành vi của luật sư cũng như tổ chức luật sư sẽ bị xử lý. Theo luật sư Nguyễn Thành Lương, chưa bao giờ nó xảy ra một cái tình trạng tồi tệ, đó là nghề luật sư không được đảm bảo quyền hành nghề cho đúng mức. Thưa quý vị, trả lời cái câu hỏi nhiệm vụ của luật sư là bảo vệ người khác, nhưng mà ở cái tình trạng hiện nay trong xã hội Việt Nam thì bản thân các luật sư cũng bị trù dập, cũng bị trả thù, rồi nhận những cái điều bất công. Thì luật sư Nguyễn Thành Lương cho biết tại điều 91 hay điều 6 của luật dân sự của luật sư, người ta đã quy định rất rõ, đó là nghiêm cấm các cơ quan, tổ chức, cá nhân cản trở hoạt động của luật sư. Nhưng trên thực tế thì không có chế tài. Thế giới luật sư có nhiều vấn đề trăn trở. Có những người có quan điểm bất đồng với nhà nước cũng không được quyền xét xử công khai. Người thân của họ, những ai quan tâm đâu có được tham dự phiên tòa. Cái công khai đó làm công khai nửa vời, mà luật sư không được tham gia tố tụng ngay giai đoạn điều tra ban đầu, giai đoạn truy tố, là những điều vi phạm nghiêm trọng với bộ luật tố tụng hình sự. Đó, thưa quý vị, chúng tôi dẫn ra 2 trường hợp. Trước đây vào năm 2015 đối với luật sư Nguyễn Văn Lương, và mới nhất đó là luật sư Lê Văn Hòa. Như quý vị đã biết, những người luật sư, họ là những người đại diện cho thân chủ, bảo vệ quyền lợi của thân chủ. Nhưng bản thân họ, như quý vị đã thấy, họ luôn luôn bị trù dập, bị trả thù, và họ phải hứng chịu những cái điều bất công. Và nhà cầm quyền sẵn sàng vi phạm những cái luật pháp do họ đặt ra để
ngăn cản các cái hoạt động của giới luật sư. Thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin được giới thiệu một cái thư tâm tình của nữ luật sư Ngọc Minh Châu và một đồng nghiệp của luật sư Lê Văn Hòa, để quý vị thấy trong tâm khảm của giới luật sư người ta nghĩ gì về cái việc người ta hành nghề hiện nay, cũng như các cái tình cảm của người ta dành cho luật sư Lê Văn Hòa. Thưa quý vị, dưới tiêu đề tâm thư cùng đồng nghiệp luật sư Lê Văn Hòa, nữ luật sư Ngọc Minh Châu đã viết: Thưa anh Hòa kính mến, tôi với anh là người cùng trang lứa. Anh vốn từ chỗ quyền cao chức trọng trong ngành nội chính, còn tôi chỉ là một bà già luật sư làm nghề gia truyền, chẳng hề từng có chức có quyền gì. Vậy mà hôm nay khi nghe tin anh tuyên bố bỏ nghề luật sư bởi vì anh mất niềm tin vào nền tư pháp, theo luật sư Ngọc Minh Châu, tôi buồn lắm, nên tôi xin có đôi lời với anh. Và nếu có gì làm anh không hài lòng thì xin anh bỏ qua cho tôi. Theo đó tôi còn nhớ, lần đầu tiên tôi gặp anh ở nhà một cựu viên chức trong Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao để trao đổi chuyên môn về một vụ án dân sự. Hồi đó, anh Hòa còn đương chức trong ngành nội chính. Anh đã gây một cái ấn tượng rất tốt trong tôi về một quan chức biết lắng nghe. Qua lần gặp đó, theo nữ luật sư Ngọc Minh Châu, tôi vẫn nghĩ trong cơ quan nội chính ít ra vẫn có những người có tâm với dân như anh Hòa. Khi anh Hòa nghỉ hưu quay sang làm luật sư, qua những cái vụ án mà anh là người bảo vệ cho các thân chủ thì tôi thấy càng thêm kính trọng và cảm phục cái tâm của anh đối với những người dân nghèo, dân hoạn. Những người có đủ trí tuệ, sức mạnh là yêu trụng công lý như anh thật là hiếm và thật đáng quý và trân trọng. Còn tôi là một phụ nữ tuổi đời cùng trang lứa với anh, có nghĩa là với xã hội tôi chỉ là một phụ nữ già yếu đuối. Các cái bệnh lão hóa vẫn theo thời gian, nó âm thầm hiện diện trong cơ thể. Nhiều năm tôi lăn lộn ở các vùng từ hải đảo xa xôi đến miền núi hoang vắng. Tôi đã làm hàng trăm vụ án hình sự, dân sự, hành chính. Tôi đã từng nằm bờ, ngủ bụi với những người dân tộc thiểu số trên núi cao, nằm trên thuyền rách với dân thuyền chài mù chữ ở ngoài đảo xa. Tôi gặp rất nhiều cảnh đau lòng, lại rất phẫn nộ với cách hành xử kiểu rừng rú của không ít những cái kẻ đang có quyền hành trong tay. Và tôi, tức luật sư Ngọc Minh Châu, đã cảm thấy mình quá nhỏ bé cũng như yếu đuối trước bạo lực của cường quyền. Và nhiều khi tôi cũng nản chí, tôi muốn buông bỏ như anh để về với một cái cuộc sống bình an tuổi già, theo luật sư Ngọc Minh Châu. Nhưng trong lúc tôi chán nản muốn bỏ nghề thì nghề lại cứ bám lấy tôi, không cho tôi bỏ. Bởi vì dân nghèo dân hoàn họ cứ tìm đến để nhờ cậy mình, họ đặt niềm tin vào mình. Có những lúc tôi thầm nghĩ, giữa cuộc đời trắng đen lẫn lộn này, những người như họ gặp cảnh oan trái lại còn bị thế lực cùng đồng tiền chèn ép xô đẩy họ đến khốn cùng. Và nếu chúng ta là những luật sư không giúp họ thì họ biết bấu víu vào đâu nữa. Theo đó, trong nhiều lúc mình bị thua trước sức mạnh của đồng tiền cũng như các thế lực xấu xa, nhưng ít ra luật sư chúng mình cũng đã cho những người dân hoàn một niềm tin an ủi. Dù chỉ giống như người hấp hối cần tra cố đến để rửa tội thì lương tâm mình cũng không thể từ chối họ được. Thế là tôi tiếp tục bước đường, bước vào các cái cuộc chiến để bảo vệ cho dân hoàn. Thưa luật sư Lê Văn Hòa, anh có biết không, có nhiều phiên tòa bị quyền lực và đồng tiền chèn ép khính, khiến cho mình thua trắng phớ. Tôi buồn lắm, nhưng chính thân chủ bị thua đau, họ lại là người an ủi tôi, vì họ hiểu nếu không có mình thì họ cũng không biết một điều rằng họ đúng, nhưng chỉ có thế lực và đồng tiền nên họ đã thua. Một câu hỏi đặt ra là tại sao lại có tình trạng như vậy? Theo luật sư Ngọc Minh Châu, bởi vì mình đã lao động phục vụ họ bằng trí tuệ, bằng lương tâm cũng như bản lĩnh, nhưng kết quả ra sao nó thuộc về kẻ có quyền chứ không phải tại chúng ta. Giới luật gì chúng ta kém, chúng ta không có tâm. Những cái điều này thân chủ họ hiểu rất rõ, họ hài lòng với mình. Nhờ có luật sư họ mới hiểu rằng trong cái xã hội hiện nay chỉ có tiền và quyền là cái vấn đề quyết định ai thắng ai thua. Do đó các thân chủ của chúng ta họ thua, nhưng họ vẫn có một cái niềm tin rằng họ đúng.
và điều đó nó củng cố thêm sức mạnh cho họ đi tiếp. Còn đừng khiếu kiện cho dù nó còn nhiều chông gai. Theo luật sư Ngọc Minh Châu, hôm nay tôi nghe tin anh Hòa tuyên bố bỏ nghề vì thất vọng của ngành tư pháp. Tôi cũng rất buồn. Những người như anh rất cần cho dân nghèo, dân hoàn. Theo luật sư Ngọc Minh Châu, tại sao anh Hòa lại buông bỏ sớm thế? Anh nói vì anh thất vọng với nền tư pháp. Nhưng theo tôi, lại nghĩ đến một cái nền tư pháp này đã và đang không có những người có lương tâm tốt như anh. Chỉ có điều rằng mình có với nhau, người đó chưa có nhiều quyền lực và chưa đủ dũng cảm để vượt qua những cái rào cản vô hình để che chở cho giới luật sư chính nghĩa. Thưa anh Lê Văn Hòa, anh có biết điều đó không? Và chính các luật sư chúng ta là những điểm sáng trong nền tư pháp này. Nếu anh buông bỏ, chính là anh tắt đi một điểm sáng trong đội ngũ luật sư của chúng ta. Anh buông bỏ là anh làm tối thêm cái nền tư pháp mà anh đang cho là tối. Anh buông bỏ có nghĩa là anh tặng thêm niềm vui cho những cái kẻ tham nhũng, những kẻ làm sai, vì bỗng dưng loại bỏ được một đối thủ. Nếu anh buông bỏ, tức là anh làm cho dân nghèo, dân hoàn và những người đấu tranh cho dân chủ mất đi một hiệp sĩ đấu tranh bình vực cho họ bằng trí tuệ, trái tim và lòng quả cảm. Theo luật sư Ngọc Minh Châu, việc đời còn nhiều, đời nghề còn dài, tuổi chúng ta với nghề không già mà còn đang là người nhiều kinh nghiệm trong nghề. Mong anh Hòa hãy nghĩ lại mà ở lại với nghề của chúng mình. Một nghề rất nhiều chông gai và cay đắng, nhưng nó là một nghề rất vinh quang. Thân mến luật sư Ngọc Minh Châu. Đó thưa quý vị, đó là những lời ruột ngang của một nữ luật sư. Thưa quý vị, như chúng tôi đã nói với quý vị, cái sự kiện luật sư Lê Văn Hòa là một người vốn từng là lãnh đạo của Ban Nội chính Trung ương, rồi trở thành một cái luật sư bảo vệ những cái tiếng nói yếu ớt trong xã hội, đó là những người dân nghèo, những người dân hoàn. Hơn thế nữa, luật sư Lê Văn Hòa là một con nhà cộng sản nòi. Và đó chính là lý do tại sao việc luật sư Lê Văn Hòa quyết định bỏ nghề luật sư đã khiến cho không ít luật sư và cộng đồng tiếc nuối, thậm chí là hoang mang. Trong một cái lá thư gửi cho luật sư Lê Văn Hòa của luật sư Ngô Anh Tuấn, một cái người tham gia tất cả các cái vụ án nhạy cảm chính trị, bằng một cái lời tuyên bố chúng tôi sẽ không bỏ nghề, luật sư Ngô Anh Tuấn cho biết, việc luật sư Lê Văn Hòa, một đồng nghiệp thân cận gần gũi của tôi, người mới nói lời từ biệt với nghề luật sư, đã khiến cho không ít luật sư và cộng đồng hoang mang. Riêng tôi có buồn, nhưng vì tôi biết trước tình huống này nên tôi không bất ngờ. Theo luật sư Ngô Anh Tuấn, luật sư Hòa đến với nghề luật sư và cũng từ bỏ nó trong một thời gian rất ngắn. Nhưng luật sư Hòa đã để lại dấu ấn trong những cái vụ án lớn mà không phải ai cũng dám làm. Có người tự hào với 20-30 năm làm luật sư, điểm lại những cái gì họ đã làm được cho đời, chắc họ không có cái gì để nhắc cả. Luật sư Lê Văn Hòa là một người có nghĩa khí, dũng cảm, nhiệt tình cho công việc. Nhưng vì là một người rẽ ngang sang nghề luật, nên không phải mọi thứ anh Hòa đều thông tỏ. Tuy nhiên anh Hòa không ngại học hỏi, thậm chí là học hỏi đàn em về tuổi tác như chúng tôi. Đó là một điều khiến cho giới luật sư trẻ hết sức trân trọng, vì không phải ai cũng dám làm những cái vụ án nhạy cảm như anh Hòa tham gia. Theo luật sư Ngô Anh Tuấn, luật sư Lê Văn Hòa bỏ nghề vì không còn niềm tin với nền tư pháp, không phải vì những áp lực khác mà anh Hòa phải gánh chịu trong những năm qua. Theo luật sư Ngô Anh Tuấn, tôi tôn trọng anh Hòa, tôi tôn trọng quyết định cuối cùng của anh. Nhưng tôi mong đây sẽ là một biểu tượng để cho lớp đàn em chúng tôi noi theo. Theo đó, nghề luật sư là một nghề gian khó, và nó càng khó khăn hơn khi nó đặt vào cái bối cảnh xã hội Việt Nam nửa đen nửa trắng như hiện nay. Thế nhưng chỗ đứng của luật sư vẫn có khi mà người dân luôn luôn cần tới luật sư. Và khi còn khách hàng thì luật sư còn phải phục vụ họ. Khi học trường luật, chúng tôi đã bỏ bao nhiêu hy vọng, chúng tôi đã nuôi dưỡng biết bao nhiêu ước mơ, nhưng cuộc đời đã vả vào mặt chúng tôi bao nhiêu cái tát, khiến cho chúng tôi phải quay về với thực tại. Theo luật sư Ngô Anh Tuấn, khó khăn tủi nhục là một phần không thể thiếu trong nghề luật sư, đặc biệt đối với những ai không biết sống cúi đầu. Dẫu vậy, nếu đầu hàng trước gian khó, ngoảnh mặt bước
đi ngang qua trước những bất công xã hội là ta đã tạo nên một cái cơ hội cho chống xạ được tồn tại và nó càng được sinh sôi. Theo luật sư Ngô Anh Tuấn, như tôi đã nói, tôi tôn trọng quyết định của luật sư Hòa, nhưng tôi không hy vọng sẽ nhìn thấy những trường hợp tương tự như anh. Tôi mong những đồng nghiệp của tôi hãy vững tin theo nghề, vì mỗi sự cố gắng của chúng ta đều sẽ mang lại ít nhiều những điều có ích cho thân chủ. Đặc biệt nó sẽ gieo thêm niềm tin, những cái hy vọng về sự công bằng hơn, dân chủ hơn của đất nước trong tương lai. Những điều đó phải để lại cho những thế hệ đàn em kế cận. Chưa hết thưa quý vị, luật sư Ngô Anh Tuấn còn cho biết, bản thân tôi đã không ít lần tôi có nói vui với mấy bạn an ninh. Những người theo dõi chúng tôi đã ý, các anh cứ thưa kể hành nghề của tôi đi, cho người thân tôi đỡ phải lo lắng. Xong, luật sư Ngô Anh Tuấn cho biết, trên thực tế để tước được thẻ hành nghề của tôi ắt không phải là một cái điều dễ như họ muốn. Thưa quý vị, kết thúc, luật sư Ngô Anh Tuấn khẳng định, chúng tôi ghi nhận sự đóng góp của luật sư Lê Văn Hoàng trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ sự trân trọng cái sự tự trọng nghề nghiệp của anh, và chúc anh Lê Văn Hoàng có thời gian an vui bên gia đình. Và tôi cũng mong rằng một ngày nào đó máu nghề nổi lên thì anh Lê Văn Hoàng sẽ quay trở lại. Còn chúng tôi vẫn bước theo nghề luật sư, dù mai này nghề luật sư có thể còn khó khăn hơn nữa. Ký tên luật sư Ngô Anh Tuấn. Đó thưa quý vị, ngày hôm nay quý vị được chứng kiến cái tâm trạng của các cái luật sư hành nghề ở Việt Nam hiện nay trước các cái áp lực, đặc biệt là cái vấn đề những cái điều luật, những cái quy định trong hiến pháp không được tôn trọng. Và đó là lý do tại sao công lý ở Việt Nam không hiện hữu. Thưa quý vị, giới phân tích cũng như các chuyên gia luật khẳng định nếu tòa án ở Việt Nam thực hiện tốt cái nhiệm vụ bảo vệ công lý thì mỗi người dân sẽ nhận thức được rằng trong bộ máy nhà nước hiện nay ở Việt Nam có một loại cơ quan xét xử chuyên nghiệp và nó đem lại những cái lẽ phải, sự công bằng cho mình mỗi khi có tranh chấp, mỗi khi quyền lợi của công dân bị xâm phạm và cần được bảo vệ. Và người ta sẽ tin rằng các cơ quan tòa án nó được giao một cái sứ mệnh, đó là đem lại công lý cho mọi người dân một cách bình đẳng, dù kẻ xâm phạm tới quyền lợi của mình có sức mạnh hay có tiền bạc tới cỡ nào, thậm chí sử dụng cả sự côn đồ hay ngu cuồng tới đâu. Nhưng nếu một cái xã hội tôn trọng công lý luôn luôn hiện hữu, thì các cơ quan nhà nước với các cái phán quyết phải được đảm bảo. Chúng tôi nói những cái điều đó để quý vị thấy rằng các cơ quan tư pháp, đặc biệt là tòa án, cần phải thực hiện hoạt động xét xử của mình làm sao đảm bảo công lý đối với người dân. Tòa án và công lý phải là một bộ phận thống nhất, không thể tách rời. Vấn đề là nhiều khi tòa án ở Việt Nam bị người ta hiểu sai, đó là một cơ quan của nhà nước thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi cho nhà nước, chứ không phải nhiệm vụ quan trọng nhất hàng đầu đó là phải bảo vệ công lý. Bởi vì như quý vị đã biết, hiến pháp Việt Nam đã quy định rất rõ trách nhiệm của tòa án là phải phân xử để tìm ra lẽ phải, lẽ công bằng giữa các bên, dù rằng thông qua những việc tranh cãi hay xung đột lợi ích đi chăng nữa. Hoạt động xét xử của tòa án phải tuân thủ theo luật pháp, phải tiến hành cách công khai. Và có một điều cần phải lưu ý, đó là thẩm phán, người trực tiếp xét xử, được trả lương từ ngân sách. Nhưng mà không phải vì ăn lương từ ngân sách mà người ta không tôn trọng công lý mà quay sang bảo vệ quyền lợi của nhà nước. Đó là một sự hiểu sai lệch. Và đó là lý do vì sao người ta nói cần phải tổ chức một hệ thống tăng quyền phân lập. Đó là tách biệt các cơ quan hành pháp, tư pháp và lập pháp, và để các cơ quan này có thể kiểm tra chéo, giám sát và điều chỉnh lẫn nhau. Thưa quý vị, rõ ràng các cơ quan nhà nước không có chức năng xét xử. Ngoài tòa án, tham gia các cái thủ tục tố tụng tư pháp nó có một số cơ quan như Viện Kiểm sát Nhân dân, cơ quan điều tra tức cơ quan công an. Xong, các cái cơ quan vừa kể không có thẩm quyền đưa ra những cái quyết định cuối cùng trong vấn đề phán xét.
các cơ quan điều tra chỉ có trách nhiệm điều tra làm rõ các cái tình tiết khách quan của vụ án hình sự. Viện Kiểm sát Nhân dân đại diện cho nhà nước thực hiện quyền công tố trong các vụ án hình sự và tiến hành kiểm sát các hoạt động tư pháp của tòa án, kể cả của cơ quan điều tra, tức công an. Nhưng mà rõ ràng ở Việt Nam hiện nay có một cái tình trạng lẫn lộn, bởi vì lãnh đạo các cơ quan tư pháp theo một cái trục dọc, kể cả cơ quan điều tra, viện kiểm sát hay tòa án đều nhận một cái sự chỉ đạo xuyên suốt từ trên xuống dưới. Đó là sự chỉ đạo từ cơ quan đảng. Và đó là cái lý do nó hình thành ra một cái vấn nạn trầm trọng ở Việt Nam hiện nay, đó là vấn đề án bỏ túi. Thưa quý vị, nhiều quý vị đã biết, cái cụm từ án bỏ túi đã trở thành một cái điều quen thuộc, không chỉ nói trên báo chí truyền thông của nhà nước, mà trong các cái diễn đàn, các cái hội nghị liên quan tới cái vấn đề thảo luận tư pháp, người ta thường sử dụng cụm từ án bỏ túi. Thuật ngữ này nó được nhắc đến nhiều với các cái dụng ý khác nhau. Tuy nhiên thưa quý vị, không phải ai cũng hiểu đúng cái bản chất của án bỏ túi là gì, trong khi có những ý kiến cho rằng án bỏ túi là một bản án đã được viết sẵn, tức là định trước khi tuyên án, chủ tọa phiên tòa rút từ túi ra để đọc. Theo chúng tôi, nếu chúng ta hiểu máy móc như vậy rồi chỉ trích là chưa đúng, mà chúng ta cần phải hiểu rằng án bỏ túi là một bản án viết trước là điều có thật, nhưng nó không phải tất cả các bản án viết trước đều coi là án bỏ túi. Bởi vì những cái bản án viết trước có đúng pháp luật, được thông qua tại phòng nghị án, nó phản ánh đúng các cái tình tiết được xét hỏi công khai tại tòa trên cơ sở các quy định của pháp luật, nó phản ánh đúng diễn biến của các cái kết quả tranh tụng tại tòa giữa viện kiểm sát, cơ quan điều tra và các luật sư, và cuối cùng mới đến cái quyết định của hội đồng xét xử. Thì những cái bản án vừa kể không phải là một bản án gọi là bỏ túi. Còn cái việc viết thảo bản án trước khi mở phiên tòa, nó là nhiệm vụ mà thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa phải chuẩn bị. Và rõ ràng, thưa quý vị, theo quy định, thẩm phán không nhất thiết phải viết sẵn các cái bản án, tức là các lời tuyên, mà người ta dựa theo án lệ tố tụng tranh tụng, thì thẩm phán cũng phải nghiên cứu trước khi bản án để có cái quyết định khi mở phiên tòa. Ở một số quốc gia, người ta đã quy định khi tuyên án, tòa án chỉ đọc phần quyết định của bản án, còn các phần sau của bản án thì tòa sẽ không đọc. Nhưng mà ở Việt Nam thì nó lại khác, thưa quý vị. Theo quy định thì chủ tọa phiên tòa phải đọc toàn văn bản án phải thông qua tại phòng nghị án. Và nếu không có bản án thì lấy gì để thông qua tại phòng nghị án? Vấn đề là thẩm phán viết trước bản án như thế nào để khi tuyên án mọi người không thấy đó là bản án bỏ túi. Nhưng thưa quý vị, ở đây theo chúng tôi nghĩ, bản án bỏ túi tức là một cái bản án mà lãnh đạo đã trực tiếp chỉ định. Ví dụ vụ án A là bao nhiêu năm tù, vụ án B là bao nhiêu năm tù, cứ thế mà tiến hành. Đó là lý do tại sao thẩm phán hay hội đồng xét xử sẵn sàng vi phạm luật pháp để tuyên cho bằng được những cái bản án theo chỉ thị. Và thưa quý vị, cái loại bản án bỏ túi hiện nay nó tương đối phổ biến và nó có thể bị làm sai lệch bởi các đồng tiền cũng như các cái áp lực xã hội khác. Và điều đó, những người tham dự phiên tòa, đặc biệt là giới luật sư, không khó khăn gì để có thể phát hiện ra. Như vậy thưa quý vị, chúng ta có thể thống nhất với nhau rằng án bỏ túi của một phiên tòa, nó là một cái thuật ngữ nhằm ám chỉ mọi quyết định của hội đồng xét xử đã được người ta chuẩn bị sẵn, và nó không phụ thuộc vào kết quả xét hỏi tranh tụng tại phiên tòa. Đó là một bản án có tính áp đặt từ trước, nó là một cái điều trái hoàn toàn với quy định của luật pháp. Điều này nó khác với những cái dự thảo bản án chuẩn bị trước của thẩm phán. Một cái vấn đề đặt ra là làm thế nào để khắc phục được tình trạng án bỏ túi? Thì rõ ràng thưa quý vị, tam quyền phải phân lập. Các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp, đặc biệt là đảng cầm quyền trong cái xã hội độc đảng như ở Việt Nam, không được can thiệp vào công tác của ngành tư pháp. Như quý vị đã biết, gần đây ở Thái Lan có những cái thẩm phán xét xử phiên tòa, kết thúc phiên tòa rút súng bắn vào đầu luôn, bởi vì cái vị thẩm phán này chịu áp lực từ lãnh đạo
mà cái điều đó đã nhiều lần và để thể hiện một cái sự bất bình khi mà lãnh đạo tòa án có những cái vi phạm nghiêm trọng đối với pháp luật thì vị thẩm phán đó đã tự sát. Thưa quý vị, như chúng tôi đã nói với quý vị nhiều lần, đó là các cái văn bản luật pháp cụ thể, đó là các bộ luật rồi các cái văn bản dưới luật ở Việt Nam, nó tương đối là hoàn chỉnh. Về mặt cơ bản, theo chúng tôi đánh giá nó có thể sử dụng tới 80%. Nhưng rõ ràng cái vấn đề tư pháp ở Việt Nam hiện nay là nó thiếu vắng cái vấn đề công lý và luật pháp không được tôn trọng. Và đó là lý do tại sao giới luật sư thống nhất một cái khẳng định rằng tòa án ở Việt Nam không nên dành công lý. Và điều này nó cũng giống như phát biểu của ông Trương Tấn Sang. Trong cái thời ông là chủ tịch nước, ông Trương Tấn Sang đã khẳng định tòa án chúng ta bây giờ phải mang lại công lý cho mọi người. Theo giới phân tích câu nói của cựu chủ tịch nước ông Trương Tấn Sang trước đây, nó đã bộc lộ rằng đằng sau đó là một cái vấn đề to lớn của hệ thống tư pháp Việt Nam có những cái tồn tại nghiêm trọng mà cần phải xử lý. Và thưa quý vị, có một điều ít người biết, đó là lâu nay tòa án Việt Nam chưa bao giờ đem công lý đến cho mọi người. Theo luật sư Ngô Ngọc Trai, một cái luật sư nổi tiếng, đánh giá đây chỉ là một cái lối nói ẩn dụ của ông Trương Tấn Sang. Ông Trương Tấn Sang muốn gây một cái sự chú ý và vấn đề nó cũng đáng chú ý thật, vì công lý ở Việt Nam hiện nay hoàn toàn vắng bóng trong nền tư pháp. Thưa quý vị, một câu hỏi đặt ra, có thật là công lý hoàn toàn vắng bóng trong nền tư pháp Việt Nam hay không? Theo luật sư Ngô Ngọc Trai, tôi tìm hiểu qua gần 100 bản án và các quyết định của tòa án thì tôi đã thấy không có một từ công lý nào. Theo đó, tìm hiểu một số bản cáo trạng của Viện Kiểm sát cũng như bản kết luận điều tra của cơ quan công an thì cũng không thấy người ta sử dụng cụm từ công lý. Theo đó, xét một số văn bản luật quan trọng quy định trong việc xét xử thì thấy Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, Luật Tố Tụng Hành Chính đều không sử dụng từ công lý. Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Dân Sự hay Luật Tổ chức Tòa án cũng không sử dụng từ công lý. Do đó không có điều kiện để khảo sát hết, nhưng hình như theo luật sư Ngô Ngọc Trai, từ công lý không được sử dụng trong các văn bản tư pháp. Từ kết luận điều tra, cáo trạng đến bản án, các cơ quan tư pháp ở Việt Nam người ta không sử dụng từ công lý. Theo luật sư Ngô Ngọc Trai, thực tế mười mấy năm hành nghề luật sư, tôi đã làm việc hàng trăm phiên tòa và không biết bao nhiêu buổi làm việc với điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán. Tôi nhận thấy một cái điều nghiêm trọng, đó là họ không nhắc đến hai từ công lý. Một cái câu hỏi đặt ra, đó là vì sao từ công lý lại không được nhắc đến trong các cái văn bản tố tụng và hiếm khi được sử dụng, nhất là trong các phát biểu của các cán bộ tư pháp? Thì hình như mọi người chưa rõ lý do vì sao. Theo luật sư Ngô Ngọc Trai, xem xét báo chí thì thấy họ cũng ít sử dụng từ công lý, hoặc có nhắc đến thì họ toàn những cái sự vụ chẳng lấy làm gì lớn lao hay nghiêm túc cả. Thậm chí mới đây có những Facebooker nói ở Việt Nam công lý chỉ là một trò hề, lập tức bị phạt 7,5 triệu. Ngoài ra, những cái bài báo viết về các vụ án đa phần chỉ viết một chiều, nhà báo không công tâm, không khách quan, lời lẽ thì nặng phần đả kích. Cho nên từ công lý được nhắc đến thì người đọc, người nghe, người xem, người ta cảm thấy kịch cỡm và sao động. Theo đó dường như có một cái sự mặc cảm tâm lý gượng gạo, không được tự nhiên, khi mà giới hoạt động tư pháp, kể cả các luật sư, cũng ngại khi sử dụng từ công lý. Theo luật sư Ngô Ngọc Trai, những cái cơ quan ngôn luận lớn như Đài Truyền hình Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam đôi khi cũng lớn tiếng kêu gọi thực thi công lý. Nhưng đó là trong các cái vụ kiện quốc tế khi Việt Nam đòi bồi thường về chất độc màu da cam hay các cái vụ kiện liên quan tới Kabasa trước đây. Còn người dân khi có việc liên quan tới tòa án thì cũng chẳng bao giờ thấy nói đến công lý. Trong đời sống thường nhật, nếu ai đó nhắc đến công lý thì luôn luôn kèm theo một cái sự cảm thán. Thưa quý vị, ở đây chúng tôi cũng phải xin nhắc lại cái định nghĩa về công lý để chúng ta hiểu và chúng ta cần phải ghi nhớ. Muốn xây dựng một xã hội được cai trị bằng pháp luật
để công lý được thực thi và hiện hữu, thì mỗi cá nhân, mỗi cái thành viên trong xã hội phải hiểu rằng công lý là gì. Thưa quý vị, như chúng tôi đã giới thiệu với quý vị, Hiến pháp Việt Nam đã quy định rất rõ trách nhiệm của tòa án là phải: một, bảo vệ công lý; hai, bảo vệ quyền con người và quyền công dân; ba, là bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Để hiểu công lý thì quý vị cần hiểu là công lý là lẽ phải, là lẽ công bằng, nó phù hợp với luật pháp, nó không được thiên lệch, không được tư vị. Và tòa án là cái cơ quan phải thực hiện sứ mệnh đảm bảo cho công lý phải hiện hữu. Nói rõ hơn, công lý phải là một cái sự công bằng hay sự chính nghĩa đúng đắn cũng như lẽ phải. Công lý là sự nhận biết đúng đắn và tôn trọng theo lẽ phải các quyền lợi, lợi ích chính đáng của mọi công dân, và mọi công dân phải bình đẳng trước luật pháp. Hơn thế nữa, tòa án là cơ quan bảo vệ công lý, có nghĩa là tòa án phải đem đến lẽ phải, sự công bằng trong các vụ án. Một cái điều quan trọng hơn là tòa án luôn luôn phải có trách nhiệm cho xã hội cũng như người dân thấy lẽ phải và sự công bằng phải được thực thi trên cơ sở quy định của luật pháp. Đó là một chân lý hiển nhiên. Thưa quý vị, đó là lý do vì sao trong cuộc sống cũng như thực trạng xã hội Việt Nam hiện nay, một cái câu nói quen thuộc đó là công lý chỉ là một diễn viên hài. Cái câu công lý chỉ là một diễn viên hài nó đã phản ánh sự thất vọng của người dân cũng như dư luận xã hội đối với nền tư pháp. Bởi vì nền tư pháp ở Việt Nam hiện nay nó hoàn toàn vắng bóng công lý, song nó cũng kết hợp với cái yếu tố hài hòa để xoa dịu nỗi cái oán thán. Trong làng nghệ sĩ hài Việt Nam có một người lãnh đạo tên là Công Lý. Một cái câu hỏi đặt ra là vậy phải chăng nền tư pháp Việt Nam không có khả năng đem lại công lý đúng hay không? Theo luật sư Ngô Ngọc Trai, điều đó không hẳn đúng. Nhưng rõ ràng cái sự rất bất bình từ khi công lý đã bị chối bỏ, nó không được sử dụng trong nền tư pháp ở Việt Nam hiện nay. Và điều đó nó có liên quan thế nào với hệ thống tòa án lâu nay hoạt động rất yếu kém, trì trệ và chủ yếu là chờ chỉ thị từ cấp trên? Đó là lý do vì sao dẫn đến các cái tệ trạng xử án oan sai, tình trạng chạy án, tình trạng nhận hối lộ, nhũng nhiễu đương sự bằng cách kéo dài thời gian giải quyết các cái án để với mục đích duy nhất, đó là những cái người có quyền lực, người ta vòi vĩnh tiền bạc. Một cái câu hỏi đặt ra là tại sao nữ thần công lý không hiện hữu ở Việt Nam? Theo đó, thưa quý vị, như chúng ta đã biết, cái hệ thống luật pháp của châu Âu cũng như phương Tây trước kia đã có một cái lịch sử lâu đời, đã tạo ra biết bao nhiêu thành tựu cho nhân loại, đặc biệt là cái vấn đề tam quyền phân lập đã được người ta áp dụng hơn 500 năm nay. Và cái hệ thống pháp luật ở châu Âu với một cái lịch sử lâu đời, với các cái khái niệm, hình tượng cũng như các cái chế định pháp lý đã trở thành những giá trị phổ quát cho toàn thế giới. Và rõ ràng những cái khái niệm về chế định pháp lý của pháp luật Việt Nam hiện nay theo giới tư pháp nó cũng thừa hưởng và nó là những cái sản phẩm vay mượn từ hệ thống luật pháp của châu Âu. Tòa án nước ngoài người ta nhân danh công lý để xét xử, nhưng tòa án ở Việt Nam thì không. Người ta nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì chịu sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là lý do vì sao nữ thần công lý là hình tượng của người phụ nữ được che mắt bằng giải băng đèn, mang cái ý nghĩa tránh sự chi phối ảnh hưởng từ bên ngoài để giữ sự công tâm khách quan. Nữ thần công lý một tay cầm cán cân để phân định đúng sai phải trái, tay kia cầm thanh gươm, biểu tượng của quyền uy của tòa án. Xong, có một cái điểm đặc biệt mà quý vị phải chú ý, đó là niềm tin công lý theo đó xuất phát từ niềm tin tôn giáo. Nó là thuộc tính tâm hồn, được khơi nguồn từ một thực tế mang tính thần thánh, đó là nữ thần công lý. Trong khi ở Việt Nam có một cái nền chính trị hoàn toàn vô thần, và đó theo luật sư Ngô Ngọc Trai, nó là chướng ngại lý giải tại sao hình tượng nữ thần công lý không được phổ biến tại Việt Nam và từ công lý không được nhắc tới trong các cái văn bản hay trong các đi diễn ngôn liên quan tới nền tư pháp.
Một cái câu hỏi đặt ra là hệ thống các tòa án phương Tây thì nhân danh công lý để tuyên án, còn cái hệ thống tòa án ở Việt Nam thì nhân danh cái gì? Thưa quý vị, như chúng tôi đã nói, tòa án ở Việt Nam trước khi tuyên án, người ta tức thẩm phán chủ tòa phiên tòa sẽ tuyên bố nhân danh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tức là họ không nhân danh công lý, và thay đó tòa án nhân danh cho nhà nước, và nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và những cái sự chống vắng yếu ớt của công lý đã gây ra những cái bất cập mà nếu nhìn bổ xẻ ra thì thấy nó vô số những cái điều vô lý. Bởi vì nếu tòa án nhân danh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì điều đó hoàn toàn không ổn. Bởi vì đất nước mặc dù là cao quý nhưng không có tinh thần, đất nước không có tâm hồn, nên đất nước không được cho là một cái thực thể có khả năng đoán định đúng sai để thay cho công lý. Và nếu nhân danh cho nhà nước thì cũng không ổn, vì nhà nước chỉ là một cái sản phẩm công cụ của con người, có thể trở thành một đương sự đối trọng với người dân. Theo luật sư Ngô Ngọc Trai, trong một cái hệ thống pháp luật đã có một luật, đó là luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Vậy khi nhà nước có sai phạm đã trở thành một bên đương sự thì làm sao nhà nước có thể nhân danh, vừa là người phán quyết lại là đương sự của vụ án, thì làm sao mà có công lý hiện hữu được? Thưa quý vị, hệ thống tư pháp ở Việt Nam hiện nay nó làm cái sản phẩm vay mượn từ bên ngoài, đặc biệt là chịu ảnh hưởng của một cái nền tư pháp xã hội chủ nghĩa đã bị uốn éo, bóp méo. Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt trong giới tư pháp, họ đã điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình ở Việt Nam, nhưng vì nhiều nguyên do khác nhau nên cái hệ thống tư pháp ở Việt Nam nó trở thành một hệ thống không hoàn chỉnh. Đó là một trong những lý do mà công lý không được tôn trọng và hiện hữu. Thưa quý vị, một cái câu hỏi đặt ra là nhà nước cần phải làm gì để có thể sửa đổi và ngăn chặn những cái điều bất cập của hệ thống tư pháp. Trở lại cái phát biểu của cựu chủ tịch nước ông Trương Tấn Sang cho rằng tòa án phải mang lại công lý cho mọi người. Theo giới luật sư, đây là một cái phát biểu hoàn toàn có chủ ý, thậm chí nó sẽ chứa đựng những cái chủ trương lớn. Theo đó, trách nhiệm nặng nề được giao cho tòa án thì phải làm sao hóa giải được các mâu thuẫn để đưa hình tượng nữ thần công lý vào hệ thống tư pháp vốn không theo tôn giáo nào ở Việt Nam. Và trước đây người ta đã mở một cái cuộc thi lựa chọn một cái biểu tượng cho nền công lý ở Việt Nam, và người ta đã sử dụng hình ảnh của Lý Thái Tổ mà có hình ảnh được cho là giống như một hoàng đế Trung Hoa, tức là nội hóa một triết thuyết pháp lý quan trọng của thế giới, đó là nữ thần công lý. Nhưng tòa án ở Việt Nam khó có thể biến khó thành dễ bằng việc nếu người ta chỉ sử dụng chữ công lý trong các bản án để đem đến công lý cho mọi người. Và nếu tòa án muốn đem công lý thực chất hơn đến cho mọi người thì họ phải nâng cao vị thế chính trị, mở rộng quyền hạn pháp lý cho tòa án. Và đặc biệt tòa án phải độc lập, không chịu sự chỉ đạo của bất kỳ thế lực chính trị nào. Song theo giới luật sư, một cái vấn đề đó là khi tòa án lớn quyền hơn thì lại là mối đe dọa đối với các chủ thể khác dưới cái sự lãnh đạo tuyệt đối độc đảng. Theo đó, lâu nay quyền hành tư pháp ở Việt Nam yếu hơn rất nhiều so với quyền hành pháp, và chính phủ đã thụ hưởng an toàn từ một cái nền tư pháp được cho là hết sức yếu kém. Đó là tại sao ở Việt Nam đang tồn tại một hệ thống tư pháp đã rất kém cho việc đảm bảo công lý cũng như xét xử tội phạm. Và đó là lý do tại sao giới tư pháp khẳng định chủ trương cải cách tư pháp đã có, đã thực hiện. Nhưng mà rõ ràng cái việc này vẫn chưa thành công nếu như ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các giới hoạt động tư pháp, người ta không tôn trọng cụm từ công lý, và quyền tư pháp vẫn tiếp tục bị kìm giữ trong một cái tình trạng yếu kém như lâu nay mà quý vị đã thấy. Thưa quý vị, một nhà nước pháp quyền hay pháp trị, tức là được cai trị bằng luật pháp, thì một cái vấn đề không thể thiếu đó là công lý phải được hiện hữu và được tôn trọng. Tòa án phải nhân danh để bảo vệ công lý, mang lại những sự bình đẳng trên một cái tinh thần phải đảm bảo
lẽ phải cũng như sự công bằng trong cái vụ việc xét xử. Một cái điều quan trọng hơn đó là tòa án phải cho người dân cũng như xã hội thấy rằng lẽ phải và sự công bằng phải được thực thi trong mỗi vụ tranh chấp. Đó là một cái chân lý hiển nhiên và đó trở thành một cái câu hiệu, khẩu hiệu của ngành tư pháp, đó là không những công lý phải được thực thi mà mọi người phải thấy rằng công lý đã được thực thi. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của các TV liên quan tới vấn đề công lý ở Việt Nam ra sao và tại sao rất nhiều luật sư không đồng tình và bất mãn, thậm chí tuyên bố bỏ nghề, xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi đến phút cuối và đề nghị quý vị tiếp tục ủng hộ KTV bằng cách giới thiệu chương trình của chúng tôi tới nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều giới ở Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ và học sinh sinh viên, để mọi người có thể hiểu rõ hơn hiện tình Việt Nam hiện nay trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, vân vân, để mọi người có thể ý thức được rằng mình sẽ phải làm gì để đóng góp trong cái việc vận động phát triển một đất nước Việt Nam hùng cường và tự do trong tương lai. Và đề nghị quý vị hãy coi rằng việc giới thiệu kênh KTV là những cái hành động thiết thực trong cái công cuộc vận động dân chủ đối với Việt Nam trên tinh thần tiên tiến, làm bước nào chắc bước ấy trên cơ sở chấn hưng dân khí, nâng cao dân trí của tất cả mọi người, để mọi người có thể ý thức được quyền của mình. Thưa quý vị, KTV không phải là một cơ quan không phải là một tổ chức chống cộng. KTV là một cơ quan truyền thông với các tiếng nói phản biện xã hội, với cái mục đích đóng góp cho đất nước. KTV không chủ trương chống đối hoặc cổ vũ cho bất kỳ thế lực chính trị nào. KTV chỉ làm tốt cái trách nhiệm của mình là một cơ quan truyền thông, đưa các cái thông tin nhanh chóng, chính xác và trung thực tới quý vị. Đề nghị quý vị có các cái vấn đề quý vị quan tâm cần KTV phân tích, hoặc quý vị có các cái tài liệu bài viết hay, hãy gửi cho chúng tôi trong phần comment hoặc địa chỉ email liên lạc, cũng như quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua hệ thống Messenger trên trang Facebook Việt Thành KTV, và chúng tôi hoan nghênh đón nhận cũng như nhanh chóng đáp ứng các nhu cầu của quý vị. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV hôm nay xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.